Ta cũng xuất ly đây vì nhất định có thể xuất ly tất cả pháp tu bất thiện như khỏe, nên tất cả quá thất của khỏe làm sao có thể hiện hành. Lại trong năm trùng thuận xuất ly giới trước, bốn trùng đầu nhiếp thuộc thiên trụ, trùng thứ năm nhiếp thuộc thánh trụ. Nay sáu trùng thuận xuất ly giới đây, bốn trùng trước nhiếp thuộc phạm trụ, hai trùng thứ năm và thứ sáu nhiếp thuộc thánh trụ. Lại nữa, vì năng vượt qua các quá thất của khỏe nên gọi là xuất ly. Và lúc xuất ly có thể nương tựa cậy nhờ nên gọi là y. Thế Tôn thuyết được có bốn chủng y. Một, pháp là chỗ y, không phải số thủ thú. Hai, nghĩa là chỗ y, không phải văn. Ba, kinh liễu nghĩa là chỗ y, không phải bất liễu nghĩa. Bốn, trí là chỗ y, không phải thức. Nhân nào kiến lập bốn chủng y đây? Do có bốn chủng Bồ Đạc Giả La sai khác. Một, nhân Bồ Đạc Giả La có sự xiểm trá sai khác nên kiến lập y thứ nhất. Hai, nhân Bồ Đạc Già La thuận thế gian sai khác nên kiến lập y thứ hai. Ba, nhân Bồ Đạc Già La trụ tự kiến thủ sai khác nên kiến lập y thứ ba. Bốn, nhân Bồ Đạc Già La cho nghe là trên hết nên kiến lập y thứ tư. Nhân Bồ Đạc Già La xiểm trá sai khác nên nói pháp là chỗ y, không phải số thủ thú. Cần yếu phải cùng Bồ Đạc Già La kia bàn luận phân biệt quyết trạch mới chứng chánh trí, không chỉ thấy kia hiện oai nghi mà thôi. Ở đây lại có sự sai khác, tức là Phật tuyên thuyết Bồ Đạc Già La và các pháp. Duy pháp là chỗ y, không phải số thủ thú. Vì không nên chấp vào ngôn từ thế tục, nên pháp lại chia làm hai chủng là văn và nghĩa. Duy nghĩa là chỗ y, không phải văn. Vì cớ sao? Vì không chỉ ở nơi nghe, mà cho là cứu cánh. Cần yếu phải ở nơi nghĩa, tư duy thọ lượng quán sát sâu xa nghĩa lý. Kinh Phật thuyết, hoặc có liễu nghĩa, hoặc có bất liễu nghĩa. Nhưng khi quán sát nghĩa thì kinh liễu nghĩa là chỗ y, không phải bất liễu nghĩa. Bởi lẽ Thế Tôn hoặc có lúc tuyên thuyết nương thức hướng đến phước, bất động là đi đến thiện thú. Hoặc có lúc tuyên thuyết trí bốn thánh đế là hướng đến niết bàn, vào lúc tu tùy pháp, hành pháp. Duy trí là chỗ y, không phải thức. Lược ở bốn thời có lỗi lầm, không lỗi lầm, mà kiến lập bốn loại Bồ Đạc Già La. Một, thời được nghe pháp. Hai, thời nhậm trì. Ba, thời quán sát nghĩa. Bốn, thời tu tùy pháp hành pháp. Vì nương bốn thời đây mà kiến lập bốn y. C, tác ý sai biệt. Đã thuyết an lập nên biết ở trong hết thảy tĩnh lự đây, tác ý và sở duyên là hai chủng sai biệt. Tác ý sai biệt đó là bảy chủng tác ý căn bản và 40 tác ý khác. Bảy chủng tác ý căn bản: một, tác ý liễu tướng; hai, tác ý thắng giải; ba, tác ý viễn ly; bốn, tác ý nhiếp lạc; năm, tác ý quán sát; sáu, tác ý gia hạnh cứu cánh; bảy, tác ý quả gia hạnh cứu cánh; 40 tác ý khác: một, tác ý duyên pháp; hai, tác ý duyên nghĩa; ba, tác ý duyên thân; bốn, tác ý duyên thọ; năm, tác ý duyên tâm; sáu, tác ý duyên pháp; bảy, tác ý thắng giải; tám, tác ý chân thật; chín, tác ý hữu học; 10, tác ý vô học; 11, tác ý phi học phi vô học; 12, tác ý biến tri; 13, tác ý chánh đoạn; 14, tác ý đa đoạn; 15, tác ý sở duyên ảnh tượng có phân biệt; 16, tác ý sở duyên ảnh tượng không phân biệt; 17, tác ý sở duyên biên tế của sự; 18, tác ý sở duyên việc làm thành xong; 19, tác ý thắng giải tư trạch; 20, tác ý tịch tĩnh; 21, tác ý tu một phần; 22, tác ý tu đầy đủ phần; 23, tác ý không gián đoạn; 24, tác ý ân trọng; 25, tác ý tùy thuận; 26, tác ý đối trị; 27, tác ý thuận thành tịnh; 28, tác ý thuận quán sát; 29, tác ý chuyển vận lực khích lệ; 30, tác ý chuyển vận có gián đoạn; 31, tác ý chuyển vận có dụng công; 32, tác ý chuyển vận tự nhiên; 33, tác ý từ trạch; 34, tác ý nội nhiếp; 35, tác ý tịnh chướng; 36, tác ý y chỉ thành biện sở hành thành tịnh; 37, tác ý do người khác kiến lập; 38, tác ý nội tăng thượng thủ; 39, tác ý rộng lớn; 40, tác ý biến hành; tác ý duyên pháp là tác ý tương ương tuệ do văn mà thành; tác ý duyên nghĩa là tác ý tương ương tuệ do tư và tu mà thành; tác ý duyên thân thọ tâm pháp là tác ý của người tu nhập trụ như lý tư duy thân thọ tâm pháp; tác ý thắng giải là tác ý của người tu tĩnh lự tùy theo chỗ muốn tăng ích các sự tướng; tác ý chân thật là dụng tự tướng cộng tướng và tướng chân như tác lý, tác ý như lý tư duy các pháp; tác ý
Hữu học lược có hai chủng, một tự tánh, hai ở tương tục. Tự tánh là tác ý vô lậu của bậc hữu học, ở tương tục là tác ý tất cả thiện của bậc hữu học. Tác ý vô học như tác ý hữu học, tác ý phi học phi vô học là tác ý của tất cả thế gian. Tác ý biến tri, tác ý đây biết khắp sở duyên mà không đoạn hoặc. Tác ý chánh đoạn, tác ý đây đồng làm hai việc biết khắp và đoạn hoặc. Tác ý đã đoạn, sở hữu tác ý sau khi đoạn phiền não. Tác ý sở duyên ảnh tượng có phân biệt, tác ý đây tu duyên phân biệt, thể cảnh tỷ bát xá na. Tác ý sở duyên ảnh tượng không phân biệt, tác ý đây tu duyên phân biệt, thể cảnh samatha. Tác ý sở duyên biên tế của sự, tác ý đầy rõ biết sở duyên biên tế của tất cả thần thọ tâm pháp, quá đây lại không có thần thọ tâm pháp. Tác ý sở duyên việc làm thành xong là tác ý ta tư duy như đây, hoặc ta tư duy như thế, phải có như đây, phải làm xong như thế và tác ý sở duyên thành tịnh. Tác ý thắng giải tư trạch, tác ý đây hoặc đầu tiên tư trạch các pháp, hoặc lấy samatha làm dẫn đầu. Tác ý tịnh tĩnh, tác ý đây hoặc đầu tiên nội tâm an trú, hoặc lấy tỷ bát xá na làm dẫn đầu. Tác ý tu một phần, tác ý đây tùy tu một phần hoặc samatha hoặc tùy tỷ bát xá na. Tác ý tu đầy đủ phần, tác ý đây song tu cả hai phần. Tác ý không gián đoạn, tác ý tương tục ở tất cả thời, không gián không đoạn mà truyền. Tác ý ân trọng là phương tiện gia hạnh không trì trệ chậm chạp. Trong đây do tác ý thắng giải tư trạch nên tịnh tu trí kiến, do tác ý tịch tĩnh nên sanh trưởng khinh an, do tác ý tu một phần tu đủ phần nên ở nơi các cái tâm đắc giải thoát, do tác ý ân trọng không gián đoạn nên ở trong các kết tâm đắc giải thoát, lại do tác ý không gián đoạn nên xả thân mạng chọn không luống cuộc, do tác ý ân trọng nên nhanh chóng chứng thông tuệ. Tác ý tùy thuận, tác ý đây nhàm chán hủy hoại sở duyên thuận đoạn phiền não. Tác ý đối trị, tác ý đây tránh xả các hoặc nắm giữ đoạn khiến tương tục xa lìa các phiền não. Tác ý thuận thanh tịnh, tác ý đây tu sáu tùy niệm hoặc lại tư duy một sự việc tốt đẹp nào đó. Tác ý thuận quán sát, tác ý đây quán sát các phiền não đã đoạn và chưa đoạn, hoặc lại quán sát các điều tự thân đã chứng và đạo lý các pháp trước kia đã quán. Tác ý nỗ lực chuyển vận, sở hữu tác ý của người mới tu nghiệp mà chưa thu được tác ý. Tác ý chuyển vận có gián đoạn, sở hữu tác ý của người tu nghiệp đã đắc tác ý nhưng chỉ chạy chậm chạp đối với tu gia hạnh ở bậc cao hơn. Tác ý chuyển vận có dụng công, sở hữu tác ý của người đã dõng mãnh tinh tấn tu gia hạnh không trì hoãn chậm chạp. Tác ý chuyển vận tự nhiên là tác ý quyết định ở bốn thời: một, thời đắc tác ý; hai, thời chánh nhập đã nhập định căn bản; ba, thời tu quán sát; bốn, thời chánh đắc đã đắc a la hán. Tác ý tư trạch, tác ý phẩm tỷ bát xá na, tác ý nội nhiếp, tác ý phẩm samatha, tác ý tịnh trưởng, tác ý đây buông xả các lậu, vĩnh viễn khử bỏ thô trọng. Tác ý nương chánh thành biện, sở hành thanh tịnh, tác ý đây nương lìa tất cả thô trọng của thân, tùy hành theo tất cả cảnh giới sở duyên mà các phiền não chẳng hiện hành trở lại. Tác ý do người khác kiến lập, sở hữu tác ý của các thanh văn, vì chủ yếu được cái âm thanh từ người khác cho đến bên trong như lý tác ý. Tác ý nội tăng thượng thủ, sở hữu tác ý của các độc giác và chư Bồ Tát, vì không phải từ thầy mà được giác ngộ. Tác ý rộng lớn, sở hữu tác ý của các Bồ Tát, vì khéo biết rõ lỗi lầm của sanh tử nên phương tiện xuất ly phát hoằng thệ nguyện hướng đến đại Bồ Đề. Tác ý biến hành, tác ý tương ưng trí hiện kiến tất cả không chướng ngại của chư Phật Thế Tôn, hoặc sở hữu tác ý của Bồ Tát phương tiện thiện xảo ở khắp ba thừa và năm minh xứ. Trong đây bảy tác ý trước và 40 tác ý sau có sự tương nhiếp lẫn nhau, tác ý liễu tướng nhiếp tác ý duyên pháp duyên nghĩa, sáu tác ý còn lại chỉ nhiếp tác ý duyên nghĩa. Khắp ở bảy tác ý nhiếp tác ý duyên bốn chủng cảnh là thân thọ tâm pháp. Tác ý liễu tướng thắng giải quả gia hạnh cứu cánh, thông nhiếp tác ý thắng giải và chân thật. Tác ý quán sát chỉ nhiếp tác ý thắng giải. Ba tác ý còn lại chỉ nhiếp tác ý chân thật. Đây chỉ nói trong phạm vi các môn trước, từ tác ý duyên pháp cho đến tác ý duyên nghĩa. Nếu nói trong phạm vi các môn khác, từ tác ý hữu học cho đến tác ý biến hành, thì bảy chủng tác ý đều nhiếp, hai chủng là tác ý hữu học và phi học phi vô học cũng như tác ý vô học, đó là tác ý liễu tướng của thanh văn địa và tác ý quả gia hạnh cứu cánh.
Tác ý liễu tướng thắng giải, quán giác nhiếp tác ý biến tri. Ba tác ý tiếp theo nhiếp tác ý tránh đoạn. Tác ý quả ra hạnh cứu cánh nhiếp tác ý đã đoạn. Tác ý quan sát chỉ nhiếp tác ý sở duyên, ảnh tượng có phân biệt. Sau tác ý còn lại đồng nhiếp cả hai chủng là tác ý sở duyên biên tế sự, nhiếp khắp tất cả và tác ý sở duyên việc làm trọn xong. Trung quy môn ban đầu tác ý sở duyên biên tế sự, nhiếp thuộc khắp tất cả tác ý. Môn thứ hai tác ý sở duyên việc làm thành xong, chỉ nhiếp thuộc tác ý quả ra hạnh cứu cánh. Ở trong tác ý thắng giải tư trạch, nếu tư trạch làm đầu thì đều không nhiếp thuộc tác ý nào. Nếu Samatha làm tiền dẫn thì nhiếp thuộc khắp tất cả tác ý. Trong tác ý tịch tĩnh, nếu tâm an trụ bên trong làm đầu thì không nhiếp thuộc tác ý nào. Nếu lấy tỷ bát xá na làm tiền dẫn thì nhiếp thuộc khắp tất cả tác ý. Sau tác ý trước thông nhiếp tác ý tu một phần và đầy đủ phần, tác ý quả giác hạnh cứu cánh chỉ nhiếp tác ý tu đủ phần. Khắp tất cả bảy tác ý, nhiếp tác ý không gián đoạn, tác ý ân trọng. Hai tác ý đầu là liễu tướng và thắng giải nhiếp tác ý tùy thuận. Hai tác ý là viễn ly gia hạnh cứu cánh và một phần tác ý nhiếp là nhiếp tác ý đối trị. Chỉ một phần tác ý nhiếp lạc, nhiếp tác ý thuận thanh tịnh, duy tác ý quan sát, nhiếp tác ý thuận quan sát đang đoạn chưa đoạn. Đây trùng quỳ là nương đoạn đối trị mà thuyết, nếu nương điều khác tùy theo chỗ thích hợp mà thuyết. Không tác ý nào nhiếp tác ý lược kích lệ chuyển vận, cho đến tác ý nhiếp lạc, nhiếp tác ý có gián đoạn chuyển vận, tác ý có dụng công chuyển vận. Hai tác ý là gia hạnh cứu cánh và quả gia hạnh cứu cánh, nhiếp tác ý tự nhiên chuyển vận, tác ý liễu tướng nhiếp tác ý tư trạch, tác ý thắng giải nhiếp tác ý nội nhiếp, tác ý viễn ly nhiếp lạc quan sát gia hạnh cứu cánh nhiếp tác ý tịnh trướng, tác ý quả gia hạnh cứu cánh nhiếp tác ý nương thành biện sở hành thanh tịnh. Tất cả tác ý nhiếp tác ý do người khác kiến lập và tác ý nội tăng thượng thủ, không tác ý nào nhiếp tác ý rộng lớn. Tác ý quả ra hạnh cứu cánh nhiếp tác ý biến hành thứ nhất, tất cả tác ý nhiếp tác ý biến hành thứ hai, lại tác ý liễu tướng nhiếp tác ý do người khác kiến lập thì quyết định lấy lắng nghe âm thanh của người và bên trong như lý tác ý làm duyên. Nếu nhiếp tác ý nội tăng thượng thủ chỉ đưa lương trước làm duyên, tác ý còn lại trước trước sau sau chuyển chuyển làm duyên cho nhau. Để các tướng sai biệt, sao gọi là sở duyên sai biệt, tức là các tướng sai biệt. Những gì là tướng được có bốn chủng: một tướng sở duyên, hai tướng nhân duyên, ba tướng nên xa lìa, bốn tướng nên tu tập. Một tướng sở duyên là tướng thể phân biệt của sự sở trì, hai tướng nhân duyên là tương lương định, ba tướng nên xa lìa lại có bốn chủng: a tướng trầm, b tướng trạo, c tướng loạn, d tướng trước. A tướng trầm không giữ gìn căn môn, ăn không biết lượng, đầu đêm sau đêm không thường tỉnh thức, không trụ tránh biết sinh tu quán hành, tánh hành si mê, đắm trước ngủ nghỉ không có tuệ nhạy bén, đồng hành với ác tác, chuyên tâm quán dục không từng tu tập tránh Samatha, ở nơi Samatha chưa thuần thiện, chưa là thuần thiện. Nếu một hướng tư duy tướng Samatha thì tâm hôn ám, ở nơi các cảnh giới thủ thắng không vui phàm duyên. B tướng trạo không giữ gìn căn môn, nói rộng như bốn chủng tướng trên là tánh hành tham, vui không tịch tĩnh, không tâm chán lìa, không tuệ nhạy bén, đồng hành cao cử thái quá, chuyên tâm quán dục không từng tu pháp cử, ở nơi pháp cử chưa thuần thiện chỉ tu một hướng, do ở nơi trùng trùng chỉ thuận theo pháp trạo, tâm động loạn nhớ nghĩ đến người thân họ hàng làng xóm. C tướng loạn không giữ gìn căn môn, nói rộng như bốn chủng tướng trước là tánh độn căn, nhiều ham cầu, nhiều tính toán, nhiều các sự nghiệp, tánh hành tầm tư không có tuệ nhạy bén, không tâm chán lìa, không tu xa lìa, ở nơi các cảnh giới thủ thắng không vui phan duyên, gần gũi mơ hồ, phương tiện bị gián đoạn khuyết hở, không thể quan sát rõ biết sâu xa tướng loạn, tướng không loạn. D tướng trước không giữ gìn căn môn, nói rộng như bốn chủng tướng trước là tánh độn căn, tánh hành ái, tánh nhiều phiền não, không như lý tư duy, không thấy quá hoạn, lại ở nơi tăng thượng, không thấy ra khỏi xa lìa. Bốn tướng nên tu tập vì đối trị bốn chủng tướng trầm trạo loạn trước đã nói trên, lại có 32 tướng: một tướng tự tâm, hai tướng bên ngoài, ba tướng sở y, bốn tướng sở hành, năm tướng tác ý, sáu tướng tâm khởi, bảy tướng an trụ, tám tướng tự tướng, chín tướng cộng tướng, 10 tướng thô, 11 tướng tĩnh,
12 tướng lãnh lạc, 13 tướng phân biệt, 14 tướng câu hành, 15 tướng nhiễm ô, 16 tướng không nhiễm ô, 17 tướng tránh phương tiện, 18 tướng tả phương tiện, 19 tướng quang minh, 20 tướng quan sát, 21 tướng hiền thiện định, 22 tướng chỉ, 23 tướng cử, 24 tướng quán, 25 tướng xả, 26 tướng nhập định, 27 tướng chủ định, 28 tướng xuất định, 29 tướng tăng, 30 tướng giảm, 31 tướng phương tiện, 32 tướng dẫn phát, tướng tự tâm. Vì có bí xô trước bị phiền não nhiễm ô tâm, liền ở nơi tự tâm khéo léo giữ lấy tướng như vậy. Như vậy tâm có nhiễm ô hoặc không nhiễm ô, do phương tiện đây tâm rơi vào xứ trầm, hoặc do phương tiện đây tâm không rơi vào xứ trầm. Nói trầm tức là bốn tướng trầm trạo loạn trước, cho đến tướng của tâm bị ngăn ngại đắm trước, hoặc lại ở nơi kia tâm bị nhiễm ô tướng bên ngoài. Ở nơi kia tâm đã bị nhiễm ô, rõ biết tự tâm bị nhiễm ô rồi, liền giữ lấy tướng bên ngoài như tướng quang minh hoặc tướng tịnh diệu hoặc lại tướng khác. Vì muốn trừ khiển các phiền não khiến hoặc kia không hiện hành, tướng sở y là tướng thể phân biệt, tức là tướng tất cả tự thân nhiếp lấy năm uẩn kể cả trùng tử. Tướng sở hành là tướng thể phân biệt, tư duy cảnh giới sắc cho đến pháp. Tướng tác ý, vì năng sanh tác ý ở nơi cảnh giới kia sanh nên thức sanh khởi tác tư duy đây. Này tâm ta đây do tác ý nên ở cảnh giới chuyển không phải không tác ý, điều tư duy đây gọi là tướng tác ý. Tướng tâm khởi như thứ lớp tướng trước đã thuyết ở trên là một tướng. Tướng thứ hai tức là tướng tâm duyên hành duyên danh sắc, điều tư duy đây gọi là tướng tâm khởi. Tướng an trụ là bốn thức trụ, tức là thức tùy theo sắc trụ như kinh đã rộng thuyết, điều tư duy đây gọi là tướng an trụ. Tướng tự tướng là tự tướng tự loại hoặc tự tướng mỗi loại riêng, điều tư duy đây gọi là tướng tự tướng. Tướng cộng tướng là cộng tướng các hành hoặc cộng tướng hữu lậu hoặc cộng tướng của tất cả pháp, điều tư duy đây gọi là tướng cộng tướng. Tướng thô tức là quán tất cả tướng thô của địa dưới. Tướng tĩnh tức là quán sở hành tất cả tịnh tướng của địa trên. Tướng lãnh nạp, tướng của sự hồi tưởng các hành đã từng trải qua trong quá khứ. Tướng phân biệt, tướng tư duy các hành vị lai. Tướng câu hành, tướng phân biệt các hành hiện tại. Tướng nhiễm ô, ở nơi tâm có tham, tư duy tướng tâm có tham, cho đến ở nơi tâm bất thiện giải thoát, tư duy tướng tâm bất thiện giải thoát. Tướng không nhiễm ô, trái với tướng trên nên biết tức là tướng không nhiễm ô. Trong đây đã xuất lì lời đoạn không tu phương tiện tức là quán có tham, tu phương tiện tức là quán được phần dưới. Tâm có tham tức là tâm tương ưng tham, hoặc lại tùy chuyển chuyển theo đuổi phẩm thô trọng kia. Như vậy do triền và tùy miên tất cả tâm bị nhiễm ô, tùy chỗ thích hợp đều nên rõ biết. Vì dụng năng đối trị triền và tùy miên nên thành không nhiễm ô. Tướng tránh phương tiện tức là tướng của sự tư duy nhân duyên phẩm bạch tịnh. Tướng tà phương tiện tức là tướng của sự tư duy nhân duyên phẩm nhiễm ô, tức là vì tư duy không trụ giữ gìn căn môn như vậy, như vậy cho đến vì không trụ tránh biết tức như vậy tướng tâm bị nhiễm ô. Tướng quang minh như có người vì muốn đối trị ám nên ân trọng khẩn thiết khéo nắm giữ cực khéo tư duy tướng pháp quang minh, như đối với phương dưới thì phương trên cũng vậy. Như vậy vì đối trị tất cả tướng ám mà kiến lập tướng đây. Tướng quan sát bí số ân cần khẩn thiết khéo nắm giữ tướng mà quan sát. Đứng quan sát đối với ngồi tức là lấy pháp đang nắm giữ năng thủ ở hiện tại quan sát pháp được nắm giữ sở thủ ở vị lai. Ngồi quan sát đối với hít nằm tức là lấy pháp đang nắm giữ năng thủ ở hiện tại quán pháp được nắm giữ sở thủ ở quá khứ, hoặc pháp ở hành sau quán sát pháp hành trước, tức là lấy pháp năng thủ sau sau quán năng thủ trước trước. Đây chỉ lược hiển hai chủng quán pháp sở thủ năng thủ. Tướng hiển thiện định là tướng của sự tư duy tướng sanh trương phình, vì muốn đối trị dục tham cớ sang tướng đây thiết là hiển thiện. Trong các phiền não tham là trội hơn cả, ở trong các tham dục tham là trội hơn cả, vì năng sanh các khổ. Tướng đây là sở duyên đối trị của kia nên gọi là hiển thiện. Tướng chỉ là tướng của sự tư duy ảnh tượng không phân biệt. Tướng cử là tướng của sự sách phát tâm thủ một cảnh tướng tịnh diệu hoặc tướng quang minh. Tướng quán tướng của văn tư tu tuệ tư duy các pháp. Tướng xả tướng của tâm đã được bình đẳng ở nơi các phẩm thiện tăng thượng xả. Tướng nhập định tức là vì tướng nhân duyên sở duyên nên tu tập mà nhập tam ma địa, hoặc lại đã đắc mà hiện tại tiền.
Tướng trụ định tức là ở nơi có tướng khéo léo mà thủ. Do khéo thủ nên tùy theo chỗ muốn mà trụ định. Lại ở nơi định đầy đắc pháp không thối. Tướng xuất định là tướng thể phân biệt, không nhiếp lấy bất định địa. Tướng tăng là tướng của sự tư duy định khinh an, bội tăng rộng lớn. Tướng giảm là tướng của sự tư duy định khinh an, thối giảm hẹp nhỏ. Tướng phương tiện là tướng hai đường, hoặc hướng đến tăng trưởng rộng lớn, hoặc hướng đến thối giảm hẹp nhỏ. Tướng dẫn phát, tướng năng dẫn phát lược các đạo nghĩa rộng lớn của văn câu, hoặc tướng vô tránh vô ngại diệu nguyện trí, hoặc tướng nương tam ma địa các lược vô ý khác có công đức rất thủ thắng, và tướng trí tuệ năng thông đạt cố nghĩa thâm sâu vi diệu. Lại nữa, các tướng như vậy nhiếp thuộc trong bốn tướng căn bản đã nói ở trước, đó là tướng sở duyên, tướng nhân duyên, tướng nên xa lìa, tướng nên tu tập. Tướng sở duyên nhiếp đầy đủ tất cả, tướng nhân duyên cũng vậy, vì trước và sau làm nhân duyên cho nhau, vì khiến về sau đắc sáng sạch thanh tịnh. Tất cả chủng riêng của tướng chánh phương tiện đều là tướng nhân duyên. Như tướng chánh phương tiện thì tướng tà phương tiện cũng vậy, một là tướng phẩm bạch, hai là tướng phẩm hắc. Ở nơi tướng nhiễm ô chỉ nên xa lìa, và nơi các tướng còn lại chỉ nên tu tập. Ở mọi thời mọi lúc đều nên tu tập như vậy.